sau đây là chương trình từ đài truyền hình quay trực tiếp những đứa con rơi con rớt, và sau đây là khách mời của chương trình chúng ta, chị. Xin chào mọi người. Đã bị bỏ rơi rồi. Trong trường hợp nào? Lúc đi xe bus mà. Cảm nghĩ của bạn về việc bị bỏ rơi ở lại một mình. Lúc mình bị bỏ rơi thật sự rất là buồn. Bạn có cảm nghĩ thế nào khi bị bỏ rơi? Thì mình vừa mới bị bỏ rơi cái trạm xe bus này. Đau khổ tại vì ông tài xế ông mới vừa bỏ mình ở trạm xe bus. Như người dỗ hình những trong lòng dần đau, người dỗ hình nhưng không nhìn thấy nhau, người dỗ hình. Thôi thì bây giờ mô chuyên nó cũng đã lời lan rồi. Ok, thích thì bỏ rơi, không thích thì bỏ rơi.